em với em liên quan đến tôn giáo, rất liên quan là tầm khác từ những cái Sun và Fallen Angel rồi là đến cái bức tranh giải thích một bức tranh Sun giải thích một bức tranh là bức tranh có Chúa Giêsu và Đức Bà sau khi Chúa bị xử với cả cho chết cho người học sinh thứ 13 của mình đã phản bội vì tiền. Đấy thì có thể là trong câu chuyện này đang nói là kiểu cô gái này đã kiểu phản bội và vì tiền ấy nên là dâm thằng này đã kiểu chết về sau, chết mà chết hy sinh cho tội lỗi của người yêu đấy. Thì nói chung là theo ý kiến cá nhân của mình thì trong cái MV này Sơn Tùng là có thể là đại diện cho hình ảnh của Chúa Giêsu, còn diễn viên nữ Danica thì lại là người phản bội và người phạm tội lỗi. Và khi mà xem kết thì mình có thể thấy là Sơn Tùng nằm theo đúng dáng như trong bức tranh Chúa Giêsu đang nằm, thể hiện là đã chết trong lòng cho tội lỗi của người khác. Đúng ý cùng chị Lily, phụ nữ hôm nay mà yêu Sơn Tùng vì tiền. Nhưng mà theo mình không có nhiều ý nghĩa như tôn giáo. Cái này không phải là tiếng Việt phải là